Ngày 16 tháng 9, đại diện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc trẻ em đã tiếp nhận và điều trị cho bé trai hơn 4 tuổi trú tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, béo phì nặng, mắc cúm AH1, bội nhiễm, diễn tiến sốc nhiễm trùng, kèm hội chứng suy hô hấp cấp có nguy cơ tử vong cao. Mẹ bé cho biết, trong 6 tháng gần đây, bé HTN tăng cân nhanh chóng từ 25kg lên 60kg, hạn chế vận động và gặp khó khăn khi ngủ thường xuyên. Em chưa được tiêm ngừa cúm. Trong đợt bệnh này, gia đình có hai bé khác có triệu chứng ho, sốt tương tự nhưng tự cải thiện. Trước khi nhập viện, bé HTN ho đàm, sổ mũi vàng xanh, sốt cao 38,5 độ C, gia đình tự mua thuốc về cho bé uống. Tuy nhiên, đến ngày 3 của bệnh, em ngủ nhiều, ly bì, thở nặng nhọc và được đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ tại khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc trẻ em cho biết, bé nhập viện trong tình trạng rối loạn tri giác, lơ mơ, tiếp xúc kém, nhịp thở nhanh 50 lần trên phút, lồng ngực co kéo, môi tím, nồng độ oxy trong máu tụt còn 80% với mạch nhanh nhẹ 160 lần trên phút, HA tụt 70 trên 40mm thủy ngân. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành đặt ống thở, nội khí quản. Sau khi đặt ống thở, xuất hiện nhiều bọt hồng trong ống, bé được gắn máy thở với các thông số cao để nhanh chóng cung cấp oxy, đồng thời truyền dịch chống sốc và thêm thuốc trợ tim mạch để nâng huyết áp của bé lên mức an toàn. Sau 1 giờ, tình trạng huyết áp bệnh nhi cải thiện. Tuy nhiên, tình trạng oxy của bé cải thiện chậm nên cần phải điều chỉnh các thông số máy thở tối đa để duy trì đủ lượng oxy cho cơ thể. Đại diện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, sau khi đánh giá toàn diện các triệu chứng, các xét nghiệm, diễn tiến và hội chẩn chuyên gia, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp viêm phổi nặng, diễn tiến nhanh tới suy hô hấp và gây ra hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển ARDS và quyết định lọc máu để loại bỏ các chất gây viêm có thể gây ra hội chứng này ra khỏi cơ thể bé. Bệnh nhi HTN được lọc máu, truyền kháng sinh và uống thuốc kháng siêu vi cúm, làm các xét nghiệm chuyên sâu tìm tác nhân viêm phổi. Kết quả PCR mẫu bệnh phẩm dương tính với cúm AH1-PDM-2009. Sau một ngày điều trị tích cực, tình trạng oxy trong máu của bệnh nhân được ổn định và bé được điều chỉnh giảm các thông số máy thở cũng như giảm liều các thuốc hỗ trợ tim mạch. Sau 7 ngày điều trị tích cực tại khoa, bệnh nhi cải thiện dần, tỉnh táo, ngưng lọc máu, ngưng thở máy, tập vật lý trị liệu phục hồi vận động và hô hấp tại khoa trước khi xuất viện. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, béo phì là một trong những yếu tố tiết lượng nặng của cúm. Bệnh nhân béo phì khi nhiễm cúm thường đối mặt với nhiều rủi ro sức khỏe nghiêm trọng hơn so với những người cân nặng bình thường. Béo phì không chỉ là một yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng nhiễm cúm mà còn khiến các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn, kéo dài thời gian hồi phục và tăng nguy cơ gặp phải các biến chứng. Một trong những lý do chính là hệ miễn dịch của người béo phì thường yếu hơn, khiến họ khó khăn hơn trong việc chống lại virus cúm. Điều này có thể dẫn đến việc virus sinh sôi nhanh hơn trong cơ thể, gây ra các triệu chứng nặng như sốt cao, đau nhức cơ thể, ho kéo dài và viêm họng. Ngoài ra, tình trạng béo phì còn làm ảnh hưởng đến chức năng hô hấp do lớp mỡ tích tụ dày quanh phổi và cơ quan hô hấp. Điều này khiến người bệnh dễ gặp khó khăn trong việc thở, đặc biệt khi cúm gây viêm phổi hoặc làm tổn thương đường hô hấp. Những bệnh nhân béo phì thường có nguy cơ cao hơn bị viêm phổi, một trong những biến chứng nguy hiểm của cúm do khả năng hô hấp bị hạn chế và hệ miễn dịch hoạt động kém hiệu quả. Bên cạnh đó, cúm cũng có thể làm tăng nguy cơ suy hô hấp ở người béo phì, đặc biệt là những người có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc hội chứng ngưng thở khi ngủ. Không chỉ vậy, nhiều bệnh nhân béo phì còn mắc các bệnh lý đi kèm như tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Những bệnh này khiến cho cúm trở nên phức tạp hơn trong quá trình điều trị, đồng thời làm tăng nguy cơ biến chứng nặng như viêm cơ tim, viêm màng não hoặc suy đa cơ quan. Đặc biệt, bệnh nhân tiểu đường khi nhiễm cúm có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát đường huyết, làm tăng nguy cơ bị biến chứng tiểu đường như nhiễm toan xê tôn. Để phòng ngừa cúm ở bệnh nhân béo phì, việc tiêm vaccine cúm hàng năm là vô cùng quan trọng. Vaccine không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc cúm mà còn giúp làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh nếu chẳng may bị nhiễm. Bên cạnh đó, bệnh nhân béo phì nên duy trì một lối sống lành mạnh, bao gồm chế độ ăn uống cân đối, tập thể dục thường xuyên để tăng cường sức đề kháng và giảm thiểu nguy cơ mắc cúm cũng như các bệnh lý liên quan. Việc kiểm soát cân nặng một cách hợp lý cũng giúp cải thiện chức năng hô hấp, giảm áp lực lên các cơ quan quan trọng như tim và phổi, từ đó giảm nguy cơ biến chứng khi nhiễm cúm.